Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình S hôm nay phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thảo luận về tình hình kinh tế xã hội sáng mùng 9 tháng 6, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Đặng Thuần Phong đã làm nóng nghị trường khi thẳng thắn nêu về nỗi bất an của người dân Việt Nam. Một câu chuyện nhỏ như là quy hoạch mở rộng một số tuyến đường ở Hà Nội, dù mới chỉ đề cập tới việc phá bỏ cây xanh nhưng đã khiến dư luận cảm thấy bất an. Vậy tại sao người dân lại bất an? Đây sẽ là nội dung của S Tiêu Điểm ngày hôm nay. Dù không ở vùng biển, nhưng người đàn ông này có nước da cháy nắng, 48 độ C ngồi thực hiện công việc bảo vệ ngoài trời. Tự trồng cây che nắng, nguy hiểm luôn rình rập người tham gia giao thông. Bóng mát hàng rào là chỗ trú nắng chở xe buýt. 500 cây sa cư bị chặt bỏ trên đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, phục vụ tuyến đường sắt trên cao. Hậu quả, đường hết bóng mát, người dân khốn đốn vì nắng nóng. Tiếp tục, Hà Nội đề xuất phá bỏ 1.300 cây cổ thụ trên đường Phạm Văn Đồng, thực hiện quy hoạch mở rộng đường. Vậy người dân có bất an hay không? Khi mà dự án kết thúc thì người dân phải gánh chịu hậu quả nhiều năm sau đó. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu chương trình chúng tôi đã đề cập thì trong câu chuyện của Tiêu Điểm ngày hôm nay sẽ là vấn đề chặt hạ hoặc là di rời cây xanh của thủ đô Hà Nội trong thời gian vừa qua hoặc sắp tới đây cũng sẽ có một vài dự án, một vài kế hoạch như vậy. Vậy thì cụ thể câu chuyện này chúng ta sẽ cần bàn những vấn đề gì liên quan tới người dân? Chúng tôi đã mời tới chương trình khách mời đó là tiến sĩ Phạm Bích San, chuyên gia xã hội học. Xin chào MC Xuân Tú và các vị khán giả đang theo dõi đài truyền hình. Vâng, xin cảm ơn ông đã tới với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo những con số mà chúng ta có được thì từ tháng 11 năm 2014 cho tới tháng 3 năm 2015 thì 500 cây xà cừ tại trục đường Nguyễn Trãi Trần Phú của Hà Nội đã được chặt hạ để phục vụ cho việc thi công tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. Và điều mà người dân cảm thấy lo lắng nhất đó là mặc dù cơ quan quản lý nói rằng cần phải chặt hạ để phục vụ cho việc thi công, thế nhưng người dân luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi phải di chuyển trên trục đường này không hề có bóng mát, đặc biệt là khi mùa hè đã tới. Chẳng phải dân vùng biển nhưng người đàn ông này có nước da đen đỏ, cháy nắng. 8 tiếng một ngày, anh ngồi vỉa hè bảo vệ xe cho một xốp quần áo trên đường Nguyễn Trãi. Vào những ngày nắng nóng cao điểm vừa qua, anh đo nhiệt độ trên đường luôn ở mức gần 50 độ C. Ảnh hưởng đến nóng quay mức, có cây nó che mát, thì một cây xà cừ nó che tán được 10 mét vuông. Một cái đường kính của nó, rộng hết đường kính của nó khoảng 5 mét, mà nó xung quanh thế thì rất mát. Mà cái chỗ cái độ 5-6 mét là có cây rồi. Cái đường này nó kín mít là đường nhất thời. Ai biết thôi. Từ đây nó kéo tận các cái sở. Suốt rồi tận 3 là về tận 21B. Nói chung đường nào cũng có cây. Chả có đường nào cũng có cây. Mà bây giờ không biết đi đâu mất. Những hàng cây xà cừ cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên đường Nguyễn Trãi đã bị chặt bỏ mấy năm nay, thì tương ứng với từng ấy năm, người dân sinh sống và làm việc tại phố này khốn đốn. Người tham gia xe buýt cố tìm chỗ tránh nắng, dù là một chút bóng mát từ những bức tường rào. Không còn chỗ trú nắng, những người khác đành đứng phơi mình ngoài nắng, phó mặc cho tự nhiên. Em thấy rất nắng và em muốn có thêm bóng cây để mát hơn. Đây không nên chặt cây vì nó nắng và có bụi rất nhiều, ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Mùa nóng này mà không có cây thì nó là khó chịu. Và người dân đi đón xe không có chỗ trú mát. Khá là bất hợp lý đấy ạ. Nó rất là bất tiện, với cả là đại khái em chả hiểu tại sao lại phải chặt cây đi như thế. Người dân sinh sống trên phố nắng quá, nóng quá không chịu được, đã phải tự bảo vệ mình bằng cách trồng cây che nắng. Tuy nhiên, những chậu hoa được dựng treo leo tạm bợ như thế này, ai dám chắc có thể đảm bảo an toàn những ngày mưa bão. Trên đường Nguyễn Trãi, Trần Phú cũng đã được trồng mới cây xanh. Tuy nhiên, phải vài chục năm nữa người dân mới hy vọng cây có thể che bóng mát. Vậy là chỉ một chuyện chặt cây cổ thụ che bóng mát, câu chuyện tưởng nhỏ nhưng không nhỏ, vì chi phí chặt cây đã tốn tiền tỷ, mà hậu quả để lại là không thể đo đếm. Và phóng sự vừa rồi đã có một cái câu của người dân khiến chúng ta phải suy nghĩ, đó là cần thêm bóng mát, cần thêm cây xanh và không nhất thiết phải chặt bỏ cây. Và cái chi phí để chặt bỏ cây xanh thì cũng rất là cao, đơn vị là hàng tỷ đồng. Vậy là một người nghiên cứu về vấn đề này thì ông có cái đánh giá thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng cái việc chặt cây trên đường
Hà Nội, các Hà Nội, Hà Đông đó là một đầu tiên là sự kiện bất ngờ đối với người dân Hà Nội. Thực ra mà nói thì trong cuộc sống luôn có sự bất ngờ, kể cả nó mang kết quả tích cực hay tiêu cực để làm cho cuộc sống thi vị hơn. Nhưng mà khi lúc nào chuyện gì cũng xảy ra thành bất ngờ mà, thì tôi nghĩ là từ bất ngờ này sẽ chuyển thành bất an. Vì vậy nên sau cái hiện tượng chặt cây trên đường Cát Linh, Hà Đông, xong rồi chúng ta thấy chuyện gì? Như vậy là đầu tiên thì chỉ sự bất ngờ thôi. Nhưng càng ngày người ta thấy rằng hình như có chuyện gì nó không được đúng ở đây. Và hình như cách hành xử các cơ quan quản lý đô thị chúng ta nó hơi vội vàng. Tức là cách ứng xử đối với cây xanh gần như không phải là cây xanh không phải là phần tất yếu của cuộc sống đô thị này. Và chúng ta chặt nó một cách quá dễ dàng. Và ngày hôm nay tôi nghĩ rằng chúng ta phải trả giá vì cái câu chuyện này. Nóng 48, 50 độ. Và làm thế nào đảm bảo sức khỏe người dân, làm thế nào đảm bảo một thành phố xanh, sạch, đẹp bây giờ. Thì đấy là toàn bộ vấn đề câu chuyện chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Và thực sự người dân rất là bất an với hiện tượng, những đề xuất về việc chặt cây xanh hiện nay. Hình như chúng ta đang quá dễ dãi trong việc chặt cây. Vâng, xin ông tiếp tục đánh giá thêm về cái kế hoạch sắp tới đây khi mà chúng ta chuẩn bị di rời rất nhiều cây xanh tại tuyến đường Phạm Văn Đồng để phục vụ cho một số cái dự án ở đó ạ. Và cái chuyện ở đường Phạm Văn Đồng tôi nghĩ rằng cũng là một sự làm cho người ta bất an. Nếu chúng ta nêu vấn đề là nếu đấy là câu chuyện phát triển, đấy câu chuyện bất khả kháng thì chúng ta có thể chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ câu chuyện ta thấy rằng là rất nhiều lần vì nhân danh lý do phát triển mà chúng ta xây dựng đường xá giao thông, nhưng mà cái câu chuyện tắc đường và câu chuyện giao thông có vấn đề thì hình như vẫn chưa giải quyết được. Vì vậy thì câu chuyện ở đường Phạm Văn Đồng là gì? Là chúng ta cần nên biết là vậy thì nếu tiếp tục xây dựng đường trên cao và đường Phạm Văn Đồng thì liệu câu chuyện tắc đường, tức là mục tiêu cơ bản sự phát triển, có giải quyết được không? Và nếu câu chuyện này mà được đưa ra bàn luận rộng rãi thì rất có thể có những ý kiến nào khác chăng và hay hơn chăng hay không? Và trong câu tiếp theo đó là câu chuyện cuối cùng ở đây là gì? Là chúng ta đã phải chưa gì đã phải thi hành ngay biện pháp gọi là cuối cùng, tức là chặt hạ các cây trên hai bên đường, mà chúng ta phải thấy rằng là phải đến gần 30 năm thì chúng ta mới có được một hàng cây như thế. Và thực sự trong ngày nắng nó đóng góp rất nhiều cho sức khỏe, cho cái sự vẻ đẹp của thành phố. Vì vậy tôi cho rằng là câu chuyện chặt cây đường Phạm Đồng là câu chuyện cần phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Nếu vì phát triển thì chúng ta bắt buộc phải chặt cây thì chúng tôi không phản đối gì. Nhưng mà nếu chưa phải đến mức đó và nếu chặt cây xong rồi, mở đường mà vẫn không giải quyết vấn đề giao thông, vẫn không giải quyết vấn đề phát triển thì chúng ta lúc đó sẽ rất có lỗi những hàng cây mà chúng ta đã chặt. Vâng, như ông nói là chúng ta cần cân nhắc giữa cái bài toán là chặt cây với cái việc phát triển bền vững. Vậy với những cái quy hoạch thời gian qua của Hà Nội trong việc chặt hạ hoặc di rời cây xanh như vậy thì ông đánh giá thế nào về mức độ hiệu quả của những kế hoạch đó ạ? Những quy hoạch chúng ta tôi nghĩ là hiện nay trên cả nước tôi nghĩ là hình như có khoảng chừng 8.000 các quy hoạch khác nhau. Và vấn đề quan trọng nhất là thế này này, quy hoạch là mới tầm nhìn xa rộng và quy hoạch là phải làm sao để thực thi theo đúng quy hoạch. Cách đây khoảng 5-6 năm thì tôi có tham gia phản biện về cái quy hoạch đô thị Hà Nội tầm nhìn đâu như đến năm 2030, 2050 gì đó. Thì chúng tôi thấy rằng là vẫn nghĩ rằng là chỉ cần một quy hoạch đó thôi và sau đó tất cả mọi người thành phố này phải răm rắp tuân thủ theo cái quy hoạch đó. Tuy nhiên bây giờ mới thấy rằng là hình như tất cả quy hoạch chúng ta luôn luôn không đáp ứng được với nhu cầu thực tiễn. Tức là cái tầm nhìn trong quy hoạch nói chung là không phù hợp với tốc độ phát triển của đô thị. Và thêm vào nữa là cái tính kỷ luật trong quy hoạch hình như nó không cao. Chúng ta sẵn sàng quy hoạch và sau đó chúng ta cũng sẵn sàng có thể thay đổi các quy hoạch. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng là câu chuyện là hình như chúng ta đang dễ dãi quá những vấn đề quy hoạch. Và chúng ta đã rất dễ dãi trong việc chặt cây thì đấy là một câu chuyện lớn. Và bây giờ rất dễ dãi quy hoạch thì câu chuyện chặt cây xanh vẫn là câu chuyện tiếp tục mà xảy ra thường xuyên. Vì vậy chúng tôi mong muốn rằng là câu chuyện quá nhiều quy hoạch và tầm nhìn nó thường quá ngắn và cái kỷ luật quy hoạch nó không cao dẫn đến là câu chuyện chúng ta đáng cân nhắc nhất trong phát triển đô thị trong thời gian sắp tới. Vâng, và đó cũng khiến cho người dân cảm thấy bất an hơn mỗi khi chúng ta tiếp nhận một cái quy hoạch mới liên quan đến vấn đề chặt hoặc di rời cây xanh đúng không ạ? Vâng, và thưa quý vị và các bạn, khi mà cơ quan quản lý nhà nước đưa ra những quy hoạch và nói rằng đó là việc bất khả kháng buộc phải thực hiện di rời chặt hạ cây xanh để phục vụ cho việc xây dựng một công trình nào đó, nhưng khi nghe tới chi phí để thực hiện những dự án đó thì người dân đều cảm thấy vô cùng lo lắng và thậm chí là bất an, và có những người còn phản đối nữa. Và vấn đề chi phí cũng một lần nữa được nhắc lại khi mà chúng ta nói tới việc chặt hạ di rời cây xanh thời gian vừa qua. Tuy nhiên có một thông tin mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị và các bạn thế này, đó là với những cây xanh tại tuyến đường Kim Mã đã được di rời thời gian vừa qua để phục vụ cho những công trình tại địa điểm đó thì bây giờ cơ quan chức năng, nhà khoa học đã nói rằng đã ươm lại thành công những cây này tại một khu vực khác. Vậy phải chăng đây có phải là một cách làm hay để tiết giảm chi phí hay không? Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Sau 7 tháng, hơn 100 cụ xà cừ cổ thụ được di chuyển từ đường Kim Mã về vườn ươm xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội đã mọc chồi và lá xanh mướt. Tỷ lệ cây sống sau khi được chăm sóc tại vườn là 95%. Đây được xem là tín hiệu vui khi chúng ta tái sử dụng những cây nhiều năm tuổi, thay thế biện pháp chặt bỏ và trồng mới cây nhỏ.
Theo đánh giá của chúng tôi thì cái phát triển của cây này là rất nhanh, đặc biệt là những cái cây càng già thì chúng tôi lại càng chú trọng. Và đặc biệt là trong cái số lượng cây này hơn 100 cây thì chúng tôi có đánh số và có lý lịch của từng cây để có cái phương án chăm sóc từng cây một chế độ khác nhau. Cho nên là cây phát triển rất là tốt. Theo dự kiến thì một năm sẽ trả lại cho thành phố để trồng lại theo quy hoạch của thành phố. Cố tìm một bóng mát của một tán cây nhỏ mới trồng trên đường Nguyễn Trãi để trú nắng chờ xe buýt, anh Thanh không khỏi bức xúc vì việc chặt bỏ cây cổ thụ ở Việt Nam hiện nay. Đã từng công tác ở nhiều nước trên thế giới, anh cho rằng Việt Nam đang ứng xử sai với cây trồng. Như tôi đã từng ở nước ngoài rồi, hầu như là cây nó quý như là người. Khi mà nó chặt hạ một cây là nó không chặt đâu, nó đánh. Khi mà thi công các công trình ở ven đường này là người ta đánh nơi khác, người ta bảo dưỡng. Khi mà thi công xong người ta lại lắp lại, giữ cây như một con người đấy. Chỉ riêng chi phí cho chặt bỏ cây xà cừ đã từng thực hiện ở một số tuyến đường của Hà Nội thời gian qua tiêu tốn 35 triệu đồng một cây. Chưa kể số tiền bán đấu giá gỗ xà cừ hiện thu và chi như thế nào cũng không ai biết. Vậy việc di chuyển cây và ươm tái trồng lại chi phí sẽ là bao nhiêu? Bài toán kinh tế nào cho việc bỏ hẳn hay tái sử dụng khi mà chặt bỏ đã tốn vài chục triệu đồng một cây? Rõ ràng, minh bạch trong việc thực hiện quy hoạch, bắt đầu từ việc chặt bỏ, trồng mới, tái trồng cây, đó là vấn đề mà người dân quan tâm. Vâng, thưa tiến sĩ, người dân đang quan tâm tới vấn đề minh bạch. Vậy thì ông đánh giá thế nào về câu chuyện minh bạch mà phóng sự vừa rồi đề cập ạ? Câu chuyện đây tôi nghĩ là người dân quan tâm là đúng, bởi vì câu chuyện thế này này là nếu như chúng ta mà phát triển thì người dân sẵn sàng chia sẻ thôi, đồng thời với phát triển. Và nếu người dân biết được lý do mục đích phát triển là gì thì người dân cũng rất tán thành chuyện đó. Và tôi tin tưởng rằng với người dân với cái trình độ cao như người dân Hà Nội thì những câu chuyện phát triển là người ta sẵn sàng chia sẻ và đồng tình. Kể cả việc chặt hạ cây xanh nếu như cũng phù hợp và đúng mục đích phát triển người ta cũng đồng tình thôi. Nhưng vấn đề người ta cảm thấy không an tâm là vì cái sự quá dễ dãi của cơ quan quản lý khi chặt hạ những cây xanh trong chuyện này. Và người ta cũng rất không an tâm là cái câu chuyện là tại làm sao lại có thể tự nhiên trồng, tự nhiên chặt đi như thế. Vì vậy trên hiện nay chúng ta thấy là để chuyển cây đi, nuôi sống lại thì cũng rất là tốn kém. Nhưng mà để giải quyết tận gốc vấn đề này chúng tôi cũng cho rằng là đầu tiên là câu chuyện lại quy hoạch. Quy hoạch phải làm một cách nghiêm túc và có chỉ tầm nhìn, có các chuyên gia giỏi để làm chuyện này. Nếu không có chúng ta vừa mất tiền quy hoạch, sau đó chúng ta mất tiền trồng cây, rồi bây giờ chúng ta mất tiền đẵn cây hoặc mất tiền chuyển cây chỗ khác thì rất là tốn kém. Và còn mất nhiều hơn nữa là người dân cảm thấy bất an. Người ta không biết quy hoạch ngày hôm nay là như thế nào. Bắt đầu tiên là từ ngôi nhà ta ở, ngày hôm nay quy hoạch thế này, ngày mai quy hoạch thế khác thì rất có thể dẫn đến người ta không còn nhà nữa. Và điều đó không ai muốn những chuyện đó cả. Vì tôi nghĩ rằng là câu chuyện đây quan trọng nhất đối với các nhà quản lý thành phố là cần phải làm sao được minh bạch những gì chúng định làm, đặc biệt nhất minh bạch trong vấn đề quy hoạch và minh bạch trong vấn đề ứng xử đối với cây xanh. Vâng, như những gì mà ông vừa phân tích thì chúng tôi cũng đặt ra thêm một vấn đề nữa lo ngại hơn cả, đó là cái việc mất niềm tin của người dân. Vậy thì ông có cái vấn đề, những cái yêu cầu đặt ra cần cấp thiết cho những quy hoạch sắp tới của Hà Nội ạ? Vâng, và chúng ta thấy rằng là do bây giờ hiện nay rất nhiều hiện tượng xảy ra trong bộ máy quản lý chúng ta, từ những vấn đề về như cần bài hát quốc ca bị cấm, hay là ông Thứ trưởng Bộ Văn hóa vừa mới ra chỉ thị yêu cầu xử lý xong rồi rút lại quyết định đó, thì người dân càng ngày cảm thấy rằng là cái sự tin tưởng vào các hành xử của bộ máy quản lý là như vậy là rất không được tin cậy lắm và độ tin cậy không cao. Vậy thì với câu chuyện quy hoạch như vậy, người ta cũng càng nghĩ là quy hoạch vấn đề tầm nhìn rất xa và đòi hỏi trình độ chuyên môn rất là cao. Bởi vì không ai quy hoạch, tôi lấy ví dụ đường Phạm Văn Đồng ạ, chúng ta thực sự mới trồng cây được có khoảng mấy một phần tư thế kỷ mà bây giờ đã phải chặt bỏ tất cả mọi thứ rồi, thì quả là cái quy hoạch đó rất là yểu mệnh. Và như vậy thì với những quy hoạch như thế thì người dân càng cảm thấy bất an cho cuộc sống của mình, cho sinh mạng, có tính mạng, cho tài sản, tất cả những chuyện này. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng câu chuyện đầu tiên là phát triển quy hoạch phải rõ ràng và phải có tầm nhìn, và phải làm sao để người dân có thể có sự tham gia, có sự đóng góp ý kiến trong chuyện minh bạch, trong chuyện quy hoạch này thì có lẽ mang kết quả tốt hơn chăng? Vâng, rõ ràng là cụm từ bất an đã được ông nhắc lại rất nhiều lần trong chương trình ngày hôm nay, và đây là một vấn đề mà cơ quan quản lý cần phải tính toán kỹ, và hy vọng là những cuộc chia sẻ lần sau chúng ta sẽ không cần phải nhắc lại quá nhiều cụm từ bất an như vậy nữa. Xin được cảm ơn tiến sĩ đã tới với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, vừa rồi cũng là nội dung của Estudio Điểm ngày 13 tháng 6, và sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi nội dung của Estudio Điểm ngày 14 tháng 6. 600 trí thức trẻ về các xã nghèo với hy vọng mang một làn gió mới.
góp phần làm đổi thay kinh tế xã hội ở các vùng còn khó khăn trên cả nước. 5 năm qua, dự án đã góp phần làm thay đổi tác phong, lề lối làm việc ở cơ sở. Tôi cũng coi ở đây là quê hương thứ hai của mình, đồng thời là cũng đã xây dựng gia đình ngay tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều trăn trở. Sau 5 năm, hậu dự án 600 phó chủ tịch xã sẽ như thế nào? Liệu có phải địa phương nào cũng sẵn sàng đón nhận họ? Liệu có phải trí thức trẻ nào cũng muốn ở lại những vùng khó khăn? Mời quý vị và các bạn đón xem S Tiêu Điểm phát sóng 17h55 thứ Tư ngày 14 tháng 6.